Hello, chào các em nha, là Nhật Audio. Trong video hôm nay, Nhật sẽ mang đến cho anh em một cục đẩy cao cấp đến từ thương hiệu nồi của Mỹ là USC. Và dòng này sẽ có tên model là DCA1622. Đây là dòng sản phẩm mà có thiết kế phải nói là vô cùng là đẹp và bắt mắt đến từ thương hiệu của USC nha anh em. Và dòng này cũng là một trong những dòng mà sản xuất gần đây thôi em ạ, chứ không phải là quá cổ như những dòng sản phẩm ví dụ như là USC 1300, 1700, nhưng mà cấu hình của nó cho ra nó rất là mạnh nha anh em. Và con này nó đáp ứng được đầy đủ cái nhu cầu của anh em từ nghe nhạc hoặc hát karaoke, đối với những cặp loa khủng hoặc loa khó tính, hoặc anh em chơi sân vườn, hội trường, sân khấu, con này cũng đáp ứng được đầy đủ cái nhu cầu đó của anh em. Thì con này cũng là một trong cái dòng mà chuyên nghiệp nữa mà. Đây mời anh em cùng xem qua về hình thức cũng như về thiết kế dòng sản phẩm này. Về hình thức con này là hàng là mình vừa về thôi mà, về hình thức còn siêu mới, siêu đẹp, trên 90% nha anh em. Mặt trước dòng sản phẩm này sẽ bao gồm chúng ta là nguồn nha anh em. Còn ở trung tâm anh em sẽ thấy là nó sẽ có cách điều tản nhiệt cho anh em, luồng gió từ phía sau sẽ tản ra ở phía ngoài đấy mà. Con này hoạt động rất êm và mát mẻ và không có độ ồn nha anh em. Còn bên đây thì nó sẽ có hai cái volume nha anh em. Con này nó sẽ có hai channel đấy mà. Đây bên những dòng sản phẩm này, còn đây là mặt sau của dòng sản phẩm này. Đây mặt sau thì anh em sẽ thấy là nó sẽ trang bị ra một cái quạt tản nhiệt size nhỏ cho anh em, nên hoạt động rất là êm và ổn định trong khoảng thời gian dài nữa mà. Đây mời anh em cùng xem qua bờ tem của dòng sản phẩm này. Đây USC được sản xuất ở bởi công ty USC Audio, hàng chính hãng là Made in USA nha anh em. Model là DCA1622. Con này có công suất là 500W ở mỗi channel cho anh em. Nghĩa là tổng công suất con này đến tận là 1000W rồi em ạ. Phải nói là rất là kinh khủng khiếp nha anh em. Điện nó là 100V vì con này sẽ xuất vào thị trường của Nhật Bản nha anh em. Đây anh em thấy là cái tem phân phối chính hãng tại thị trường của Nhật Bản của LV Audio nha anh em. Đây, công ty này nó sẽ mua con này về để phân phối chính hãng tại Nhật Bản. Con này nó sẽ xài dây điện nguồn rời cho anh em. Anh em mua mình tặng luôn cho anh em một cọng dây điện nguồn rời, hàng bãi xịt cho anh em, cho anh em thể mà dễ dàng kết nối hơn. Còn bên đây là các cổng. Đây, đầu tiên là chúng ta sẽ có là các chặt loa sản phẩm này anh em. Đây, channel 1 ở phía trên, channel 2 ở phía dưới. Đây nó có hướng dẫn nó rất là kỹ càng nha anh em. Còn anh em có thể mà chơi qua cái đầu jack loa chuyên nghiệp nha anh em. Nên con này anh em có thể mà chơi cùng một lúc là hai cặp loa rất là ok, rất là dễ dàng anh em. Loa 4 tấc vẫn rất là bùng âm anh em ạ. Còn bên đây là cái cổng để mà để tín hiệu nghe nhạc cho anh em. Đây anh em có thể mà chơi qua từ cái jack 6 ly này. Còn anh em có thể chơi qua jack Canon nha anh em. Em mua mình tặng luôn cho anh em hai cái đầu jack chuyển từ 6 ly này ra bung sen nha anh em, để cho anh em phải mà dễ dàng kết nối với thiết bị của anh em hơn. Ngoài ra nó có cái cổng để mà kết nối, mà đây là những cổng mà chuyên nghiệp của anh em. Nếu anh em nào mà chưa chuyên nghiệp thì anh em sẽ biết những cái cổng này. Còn về nội thất bên trong của cục đẩy của USC DCA 1622 còn rất là mới đẹp cho anh em, hàng mình bán bao zin cho anh em cho yên tâm. Con này nó sẽ cải tạo một căn phô vàng óng ánh nha anh em, cũng rất là mới. Và đặc biệt là dòng này nó sẽ cải tạo nguồn xung nha anh em. Và chạy rất là nhiều những tự động nguồn nha anh em. Hàng thì mình bán bao zin cho anh em cho yên tâm. Và dòng này thì nó trang bị ra sò mắt phép cho anh em. Đây là dòng sò mà cho chất âm nó là hay nhất trong tất cả các dòng sò trên thị trường hiện nay. Và hàng về thì Nhật đã đặt cho anh em một mức giá vẫn là siêu ngon nha mà, chỉ với 10.500.000 đồng. Anh em muốn mua thì anh em có liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại, qua Zalo đã được tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhất.
Và bây giờ mình sẽ vào cái bài test thích âm. Mời anh em. Siêu khủng đến tận 500W ở mỗi channel, thì con này tính ra anh em thấy là các giải bass mid jack đều bị đánh ra phải là rất là xối xả anh em. Con này thì nó chuyên trị những cặp loa khó tính em mà. Đây cũng là một trong những dòng sản phẩm mà chuyên nghiệp của QSC để mà cho anh em có thể mà tận hưởng âm thanh khi nghe nhạc cũng như là hát karaoke với những cặp loa khó tính hoặc cặp loa hội trường sân khấu thì thích âm cho nó để cho ra rất là hay nên mà. Rồi em thấy sao về tổng quan cục đẩy QSC DCA 1622 thì hãy để lại một bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn em đã dành rất là nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Audio. Nếu thấy video hữu ích thì em đăng ký kênh để ủng hộ Nhật Audio nhé. Xin chào và hẹn em cho những video lần tới. Bye. Anh em có thể vào trang facebook.com/nhật audio để tìm thêm và nhiều sản phẩm mới nhất nhé.